À, trong phần này chúng ta sẽ làm quen về những hàm và công thức được sử dụng trong Excel. Thì các bạn có thể hiểu đơn giản hàm và công thức là cái cách mà Excel họ tạo ra một cái giá trị mới dựa trên những cái điều kiện, những cái công thức được áp đặt và cái cơ sở thông tin mà bạn đã cho trước đó. Mặc dù trong Excel có đến hàng chục và hàng trăm cái công thức khác nhau phục vụ cho tất cả các lĩnh vực, nhưng mà đối với cái bài học về thiết kế phần mềm bán hàng này thì các bạn chỉ cần lưu ý một số cái công thức quan trọng sau. Mặc dù là việc áp dụng có thể gây khó khăn cho các bạn trong lần đầu tiếp xúc, tuy nhiên các bạn có thể là mình copy những công thức này vào ô để hiển thị khi nào có thời gian rảnh, các bạn hãy nghiên cứu sâu hơn. Và một số bạn nào đã có kiến thức về hàm Excel này rồi, các bạn có thể bỏ qua cái nội dung phần bài học này để chúng ta chuyển sang cái nội dung phần tiếp theo. Thì ở đây mình có sẽ giới thiệu nhanh qua. Thì chúng ta sẽ có hàm đây. Hàm đây là trả về giá trị ngày của một chuỗi ngày đầy đủ được hiển thị từ 1 tới 31, trong khi hàm min lại trả về giá trị tháng và hàm year trả về giá trị năm. Hàm sum giúp chúng ta tính tổng, hàm count giúp chúng ta đếm những giá trị. Trong hàm count này chúng ta có 3 sự lựa chọn là count dùng để đếm số lượng ô trước các số, hàm counter đếm số ô không trống và hàm count plain là đếm số ô trống. Và đặc biệt là chúng ta sẽ là phải làm quen với hàm if. Đây là một hàm rất là phổ biến trong Excel và chúng ta sẽ sử dụng liên tục trong cái bài học về thiết kế bán hàng bằng phần Excel của mình. Ngoài ra chúng ta có hàm mở rộng hơn là hàm sum if và hàm count if, có nghĩa là tính tổng và đếm giá trị có điều kiện. Và một hàm nữa là hàm vlookup, là một hàm quan trọng thứ hai trong Excel, có nghĩa là chúng ta tìm nội dung trong một bảng hay một dãy ô theo hàng.